Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, không quá sợ hãi cũng không quá chủ quan. Thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, ăn chín, uống nước đun sôi, ăn uống đủ chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, bề mặt các đồ vật bằng chất tẩy rửa. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đối với khẩu trang y tế thông thường, đeo mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên, che kín cả mũi lẫn miệng. Khi tháo khẩu trang ra, chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo và cho vào thùng rác. Tránh dùng tay cầm vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh. Đối với khẩu trang vải, che kín cả mũi lẫn miệng. Tránh không sờ tay vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo. Tránh dùng tay cầm vào bề mặt khẩu trang để tháo ra. Khi tháo khẩu trang, chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo, nên giặt khẩu trang hàng ngày bằng xà phòng để dùng lại cho lần sau. Thường xuyên rửa tay với xà phòng để phòng bệnh. 6 bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng. Chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Ta biết là dịch bệnh do virus corona chủng mới là đang hết sức phức tạp ở trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Trong đó thì Việt Nam dịch đang ở giai đoạn khu trú và người dân cộng đồng cũng không nên quá lo lắng về bệnh này. Hiện nay thì chưa có thuốc đặc hiệu cũng như là vaccine phòng bệnh. Virus corona chủng mới thì có 3 cái đường lây cơ bản, đó là từ cái nước bọt của cái người nhiễm bệnh và ho hắt hơi và trực tiếp trong một cái cự ly gần khoảng độ 1,5 m đến 2 m, và cái nước bọt này có thể bắn vào cái người lành. Cái đường lây thứ hai là người lành tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc là các cái dịch tiết của người bệnh. Thứ ba là chúng ta tiếp xúc vào các cái đồ vật thông thường nhưng mà bị lây nhiễm bằng bệnh. Thí dụ như là chốt cửa, như là nút bấm của cầu thang, điện thoại, mặt bàn, vân vân. Do có 3 cái đường lây cũng như là cách lây truyền như vậy thì về dự phòng, về phòng chống thì chúng ta thấy là dùng xà phòng và rửa tay đúng cách theo 6 bước nhiều lần trong ngày thì giúp chúng ta có thể ngăn ngừa cái tiếp xúc cũng như lây nhiễm với virus thông qua 2 con đường mà chúng tôi đã nêu ở phía trên. Riêng với khẩu trang thì sẽ giúp chúng ta dự phòng ngăn chặn được virus lây qua cái đường hắt hơi trực tiếp người bệnh đến với người lành. Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế Việt Nam có khuyến cáo là khẩu trang vải thông thường thì người dân cộng đồng sử dụng rất là tốt, rất là hữu hiệu bởi vì đã ngăn chặn cái nước bọt bắn ra trực tiếp từ người bệnh tới người lành. Và khẩu trang vải sau khi sử dụng hàng ngày thì chúng ta nên giặt bằng xà phòng tiệt trùng. Chúng ta cũng thấy rằng
là virus corona là một cái virus mà cái sức chịu đựng ở ngoài môi trường không cao. Do vậy thì thường là nhiệt độ từ 27 độ trở lên là bị tiêu diệt hoặc là bị bất hoạt trong một thời gian ngắn. Cộng đồng không nhất thiết là chúng ta phải đổ xô đi tìm cái khẩu trang y tế thông thường. Chúng tôi xin nhắc lại thông điệp rất rõ ràng là khẩu trang y tế thông thường chỉ sử dụng cho cán bộ y tế và các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở điều trị hoặc trong bệnh viện, hoặc những người bệnh đang nằm trong bệnh viện mà có biểu hiện nhiễm các cái virus, trong đấy có virus corona. Chúng tôi khuyến cáo mạnh mẽ là người dân cộng đồng chỉ cần dùng khẩu trang vải có thể phòng lây nhiễm qua cái đường nước bọt ở cộng đồng. Chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona